cái chuyện tôi lại giống như làm con nít. Nếu mà nói thật với anh một câu, không phải nói là để cho mà mình nói hả dạ hay là mình bực tức lên mình nói bậy được. Tôi năm nay nói thật với anh, xin lỗi anh, tôi cũng 65 tuổi rồi. Yeah. Nói với anh vậy. Thì bây giờ tôi nói thật với anh là tôi suy nghĩ cho cùng ra. Nếu cái thằng Tuấn này mà ở ngay chỗ tôi bảo đảm với anh là chỉ trong vòng 30 giây là nó xong rồi. Tôi nói thật với anh. Còn cái vấn đề mà nói chung quy mà cần cái gì, phải khó khăn với thằng này. Thằng này tôi nói thật với anh chứ xin lỗi anh chứ tôi thấy nó chỉ là cái thằng nhãi nhép thôi, không có gì hết. Nói về tội nó cũng có, mà nói về giang hồ cũng nói về giang hồ bẩn, giang hồ chỉ dơ, nó chỉ là cái ba cái thằng con nhít. Yeah. Giang hồ tôi nói với anh vậy. Còn bây giờ em nói với anh Sài Gòn vậy nè, mấy rầy buồn trong lòng, bực tức trong lòng. Tôi thấy cái thằng Tuấn này nó nói như anh cũng phỏng vấn lại, anh nói tôi thấy nó nhiều kẻ hở đó, rất nhiều kẻ hở. Yeah. Nhưng mà tôi nói thật với anh nghe một cái, anh hãy cố gắng, anh hãy cố gắng, đừng có bỏ cuộc. Vì bây giờ tôi nói với anh một câu rằng muốn gặp anh à, nói với anh những cái điều mà trong lòng tôi buồn mấy bữa nay. Nội chứ nghe cái tin mà nó lấy coi như là cái giấy mà giám định là pháp y đó, mà tôi thấy rằng nếu mà nói như vậy là nói trò con nít. Tôi coi đó là trò con nít. Tôi nói với anh vậy. Một khi mà nó đã có giấy giám định pháp y thì các cơ quan nào cấp, cái người nào cấp giấy đó, đúng không? Yeah. Thì phải coi như là có đứng tên trong giấy tờ đó. Thuộc một là cơ quan cảnh sát điều tra, hai là bên đội pháp y, ba nữa là thuộc là hình sự của tỉnh. Ví dụ An Giang làm việc thì An Giang coi như là có trách nhiệm, Hậu Giang làm việc thì là Hậu Giang có trách nhiệm. Nhưng mà tôi nói với anh một cái là bây giờ ở đây nè, nếu mà nói cho cùng đi thì nó trong cái vụ này á, tôi nói với anh hôm qua nói với anh là rất tiếc là Việt Nam mình chưa có cái máy để mà dò xét về vấn đề nói dối, anh hiểu không? Yeah. Cho nên cuối cùng tôi nói với anh, cho nên mình bị thất bại cái chỗ đó. Và nói anh nghe cái thất bại thì không phải là thất bại, nhưng mà theo tôi nghĩ, nói với anh nghe, theo như ngày xưa tôi làm việc tôi biết á, thì trước khi mà muốn làm một cái đơn khiếu tố hoặc khiếu nại gì đó thì tôi nói anh nghe phải biết coi như là làm đơn. Nếu anh làm đơn mà anh làm đơn không đúng, anh làm đơn, anh chuyển đơn không đúng, thì tôi bảo đảm với anh các cái cơ quan mà người ta nhận cái đơn đó, đúng không? Yeah. Người ta sẽ không nhận, người ta sẽ bị bỏ, anh cũng biết được. Nhưng mà anh làm đơn như thế nào để cho người ta, khi người ta nhận được cái đơn của anh, đúng không, thì người ta không thể nào bác bỏ được cái đơn đó, đúng không? Anh nghĩ đi, tất cả các cơ quan luật pháp nhà nước mà đã nhận đơn anh rồi là không bao giờ hủy được cái đơn anh. Đó mới là quan trọng, anh hiểu không? Chứ yeah. Còn cái vấn đề mà tôi nói với anh nghe cái là tôi thấy làm cái chuyện này tôi lại giống như làm chuyện con nít. Nếu mà nói thật với anh một câu, không phải nói là để cho mà mình nói hả dạ hay là mình bực tức lên mình nói bậy được. Tôi năm nay nói thật với anh, xin lỗi anh, tôi cũng 65 tuổi rồi. Yeah. Nói với anh vậy. Thì bây giờ tôi nói thật với anh là tôi suy nghĩ cho cùng ra. Nếu cái thằng Tuấn này mà ở ngay chỗ tôi bảo đảm với anh là chỉ trong vòng 30 giây là nó xong rồi. Tôi nói thật với anh. Còn cái vấn đề mà nói chung quy mà cần cái gì, phải khó khăn với thằng này. Thằng này tôi nói thật với anh chứ xin lỗi anh chứ tôi thấy nó chỉ là cái thằng nhãi nhép thôi, không có gì gì hết. Nói về tội nó cũng có, mà nói về giang hồ cũng nói về giang hồ bẩn, giang hồ chỉ dơ, nó chỉ là cái ba cái thằng con nhít. Yeah. Giang hồ tôi nói với anh vậy. Còn bây giờ em nói với anh Sài Gòn vậy nè, mấy rầy buồn trong lòng, bực tức trong lòng. Tôi thấy cái thằng Tuấn này nó nói như anh cũng phỏng vấn lại, anh nói tôi thấy nó nhiều kẻ hở đó, rất nhiều kẻ hở. Yeah. Nhưng mà tôi nói thật với anh nghe một cái, anh hãy cố gắng, anh hãy cố gắng, đừng có bỏ cuộc. Nhưng mà em nói với anh một câu, cạnh bên anh còn có tụi tôi nữa chứ không phải không đâu, anh em bọn tôi cũng ngồi nói chuyện rồi. Tôi nói anh, nó dù nó có con 6 cháu 2 con 8 cháu 10 nó cũng chết, không thể nào chạy được. Tôi nói với anh về vấn đề đơn từ khiếu nại khiếu tố, chúng tôi gần như là nói thật với anh, từ trên xuống dưới là chúng tôi thuộc lòng. Nói với anh vậy, thuộc lòng luôn. Chúng tôi có thể chỉ là một người công dân bình thường thôi, chúng tôi có thể là tố cáo tội phạm, anh thấy không? Đâu có ai cấm chúng tôi về vấn đề tố cáo tội phạm đâu, anh hiểu không? Yeah. Nhưng mà tôi nói anh cái gì cũng vậy, về vấn đề pháp lý
mình phải nắm vững và chắc chắn. Nếu pháp lý mình không vững, không chắc chắn thì tôi sợ nó chìm, anh hiểu không? Đó, cho nên tôi nói với anh nghe cái, nhưng mà tôi nói với anh dù nó là thằng nào đi, tôi nói thẳng với anh kể cả khi cái mạng già chúng tôi cũng đâu có ngăn. Nói thật với anh vậy, chúng tôi nằm những thằng nằm trong chiến trường Campuchia đồng kham cộng khổ mười mấy năm trời, chúng tôi nằm bên đó bên bốt ba na khởi mới nói chúng tôi cũng sợ. Bọn ngày mà chúng tôi sợ cái đấy gì, nói thật với anh vậy, tôi dám nói luôn, anh cứ đăng ý kiến tôi lên. Còn tôi nói với anh thằng nào bao che bảo thủ, dù còn 6 trong 2 còn 8 trong 10 đúng không? Chúng tôi nói thật với anh, tôi sẽ kiện ra tới như là văn phòng tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng luôn. Nói thật với anh một câu, dứt khoát chúng tôi thì chuyện này chúng tôi làm không sợ đâu. Nói về luật pháp thì chúng tôi đứng vững rồi. Nói thẳng với anh một câu vậy. Cho nên bây giờ tôi muốn nói với anh Sài Gòn về vấn đề ngôn luận. Tôi nói thẳng với anh, theo như những cái YouTuber mà nói chuyện này kia, nay nói ngày mai nói kia, tôi không hoàn toàn, tôi không tin. Tôi không tin và tôi cũng không muốn nghe. Tôi nói với anh này, lung tung lộn xộn nào loạn sang ông, anh hiểu không? Còn anh dẫn chân cái gì ra cái đó, đâu ra đó, từ lời nói, từ là hành động, từ là tôi rất coi như là tin tưởng nè. Và tôi cũng thấy anh cũng là công tâm, đúng là công tâm luôn đó. Còn tôi nói thật với anh vậy, cho nên tôi cũng thứ nhất là cảm ơn anh, thứ hai nữa là cầu chúc cho gia đình anh được vạn sự bình an, đúng không? Và anh cũng làm cái việc này là coi như cái việc này cũng như anh xây 10 tòa tháp đồ vậy, anh giúp một con người, đúng không? Một con người, một con người người ta không coi như là có hiểu biết là một, thứ hai nữa con người người ta coi như quá hiền lành tử tế đi, gia đình người ta quá hiền lành tử tế đi, mà để rước vào một cái gia đình nó khốn nạn quá mức độ, cái gia đình này muốn mua xảo quyệt, anh nói không? Cho nên bây giờ bằng mọi giá anh em mình bây giờ hối hợp phối hợp với nhau, mình phải tách chân sự thật nó ra, anh biết không? Để cho một ngày nào đó cho nó coi như là nó lên đoạn đời dài cho nó biết đời, anh biết không? Chứ còn bây giờ mà nói chung quy mình buông bỏ giữa chân vậy, mình làm vậy rồi coi như lương tâm mình nó cũng cắn rứt lắm anh. Và chính nói thật anh, không phải chuyện gia đình mình, tôi cũng cắn rứt lắm, đến độ tôi nóng con cái cỡ nó không có cửa nào, nói thẳng với anh vậy. Cho nên nhiều khi nó ham dọa anh thế này kia, chẳng qua nó hù gió thôi. Tôi nói với anh, nó chẳng qua nó hù gió thôi, rung tay nhát khỉ thôi, chứ còn trình độ của nó sao bằng trình độ của anh được, cái đầu của nó bằng sao bằng cái đầu của anh được, đầu nó toàn đầu hú xuống đó không à. Đó, cho nên tôi nói với anh một câu rồi thôi, giờ kể nó tôi cũng tâm sự với anh. Có gì anh cố gắng giúp đỡ cho gia đình cô Hà, lại quan tâm tất cả mọi người lên tiếng để mà dẹp bỏ cái ác đi anh ạ, anh hiểu không? Còn bây giờ mà tôi nói cái ác này nhiều quá ma quỷ đó. Thôi rồi chào anh nhé, chúc anh gia đình được mạnh khỏe bên này. Dạ, thank you anh nhiều nhé. Chúc anh sức khỏe. Dạ. Dạ, ok.